Tập 29. Dì Mười ơi, dì mở cửa giùm con với. Cô này á, ngộ ghê vậy. Nói qua thăm má chồng chút xíu rồi về. Vậy mà giờ này cô mới về, làm tôi mất ngủ cả đêm luôn vậy. Dạ con xin lỗi, tại con tính về rồi mà má chồng con cứ cản lại nên con về trễ. Ủa vậy vợ chồng cô làm lành chưa? Dạ thôi, con xin phép vô thay đồ đi làm, đặng trễ giờ nha dì. Cô này ngộ ha. Mình xót ruột, lo cho cổ. Mà cổ làm, ủa đâu phải mình nhiều chuyện đâu. Hỏi cái gì cũng không nói hết trơn. Chẳng qua mình lo cho cổ thôi mà. Thôi, hơi sức nào lo chuyện thiên hạ, nhiều chuyện. Anh, dậy đi. 8 giờ sáng rồi. Bữa nay mọi người đi Vũng Tàu về đó. Lấy giùm anh cái điện thoại đi. Alo, Liên hả? Gọi có gì không? Đêm qua anh ở đâu vậy? Sao không về nhà ngủ? Má muốn gặp anh đó. Má gặp anh chi? Anh về nhà liền đi. Thôi, anh có công việc rồi, không có về được đâu. Vậy nha. Anh hai. Thiệt tình mới sáng sớm bị con nhỏ này nó ám. Thôi, mình đi làm đi anh. Chị tới hả? Dạ. Không, để tôi giúp chị nhé. Dạ. Chị vô đi. Tôi xin lỗi anh, hôm nay tôi lại tới trễ nữa. Chị, không trễ đâu. Vô ngồi đi. Thôi, tôi xin phép anh, tôi phải vô làm việc nhà. Bữa nay việc nhà nhiều lắm. Không, chị ngồi xuống đi. Bé Huệ đang lau nhà, tôi hướng dẫn cho bé Huệ làm rồi. Ngồi đi. Ở Việt Nam mấy năm rồi? No. Tôi đã học được cách uống trà của người phương Đông rất tốt. Mời chị. Cảm ơn anh. Tôi có việc quan trọng muốn nói chuyện với chị bây giờ. Dạ, anh muốn nói chuyện gì ạ? Chị uống trà trước rồi tôi nói. Tôi cảm ơn chị rất nhiều. Anh cảm ơn tôi về chuyện gì? Tại vì chị chăm sóc bé Linh rất tốt, rất chu đáo. Bé Linh dễ thương lắm. Tôi nghĩ rồi ai cũng sẽ yêu thương bé Linh như tôi thôi. Nhưng
tháng sau tôi rời Việt Nam rồi. Hả? Anh nói vậy là sao? Tôi với Berlin sẽ trở về Pháp sống, không ở đây nữa. Vậy là anh về đó luôn hay sao? Phải. À, có cô Thúy về luôn không anh? Không. Cô Thúy bỏ tôi rồi, để đi với Henri. Thật sự cô ấy chỉ muốn sống ở Pháp thôi. Em, hay là hôm nay mình kêu phở lên đây ăn đi, khỏi ra ngoài ăn. Phim được dịch, thuyết anh muốn ăn phở gì? Tại phim cho anh một tô đặc biệt, đừng lấy giá trụng nha. Bác, con chào bác. Chào cô. Hay quá, hôm nay tôi gặp cô ở đây để tôi nói chuyện với cô luôn. Ngồi xuống đây đi. Má, má tới đây làm chi vậy? Gì vậy? Là mày nữa hả? Mày kéo chị hai tới đây quậy tan nát gia đình. Chưa đã nư của mày nữa hả? Bây giờ lôi má tới đây nữa. Anh hai, em cho anh hai nói lại á. Ngộ ha. Tội lỗi gì mình gây ra, đổ thừa cho em hết là sao vậy? Im miệng mày lại coi. Không á. Hai đứa vô đây ngồi xuống. Sẵn cô Hà đây, nói chuyện một lần cho ra ngô ra khoai luôn. Vô đi em. Má, sẵn có má ở đây con giới thiệu luôn. Đây là vợ mới của con. Trời đất ơi. Cái gì? Em, đứng lên khoanh tay chào má đi. Dạ, con chào má. Trời đất ơi. Ủa mày định bỏ con vợ thiệt, lấy con vợ giả này đây hả? Vợ giả gì má, vợ thiệt đó. Sao, má thấy cổ có đẹp không? Thì đẹp. Cổ phụ con kiếm tiền giỏi lắm đó má. Tiền. Mở miệng ra lúc nào cũng tiền hết á. Tôi thấy cô cũng đẹp đó. Bây giờ tôi hỏi cô nè, cô thương nó thật lòng không? Dạ. Má, tất nhiên là tụi con thương yêu thật lòng rồi. Tụi con ăn ở với nhau rồi mà. Má, má cho con cưới cổ nha. Coi như hợp pháp quá đi. Nhìn mặt má nè, má có ngu không? Má có nghĩ là má cưới cô này làm dâu của má hay là sao? Hả? Má, kỳ này con quyết định rồi, con sẽ lấy Hà bỏ Hằng. Mày mà bỏ con Hằng mày cưới nó thì mày từ tao đi. Má, má bỏ bùa mê thuốc lú này sao mà nó lại mê mũi đến như vậy? Má bình tĩnh đi má. Má. Dạ, con xin phép đi má. Alo, anh Cường hả? Em chạy vô bệnh viện ngay đi. Hả? Có chuyện gì? Ai ở trong bệnh viện? Chị Hương của em. Hả? Chị Hương em? Chị Hương bị sao anh? Hả? Anh cũng chưa biết nữa, em cứ chạy vô bệnh viện liền nha. Em, có chuyện gì vậy? Nghe nè anh Cường ơi, ngọn gió nào mà làm cho anh sực nhớ đến em để anh gọi cho em vậy? Thuyết minh và lùng chữ tại em chạy vô bệnh viện ngay đi. Hả? Có chuyện gì?
Anh thật sự không muốn em chết, nhưng em lại muốn anh chết. Anh xin lỗi em. Em về nhà đi, chúc anh kế nhà nói chuyện. Nhưng mà anh bị làm sao? Ngộ độc thực phẩm, nhưng nhẹ thôi, không sao đâu. Người khác mới nặng hơn. Ai? Bà Hương. Có khả năng sẽ sống đời sống thực vật từ đây tới cuối đời. Anh nói gì ghê vậy? Thôi anh chù đi, coi như là chưa từng gặp anh nha. Mỹ Hạnh. Anh Cường. Họ đang nằm ở đâu vậy anh? Trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hà. Dạ. Em đi vô hướng này, hỏi người ta phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu. Dạ. Em là em bà con với Hùng Trần à? Dạ phải. Anh Hùng bị làm sao vậy anh? Họ uống rượu với nhau trong phòng nghỉ của khách sạn. Chắc là ngộ độc thực phẩm, một loại độc từ cá nóc. Trời ơi, bị lúc nào vậy anh? Hồi tối, sơ cứu ngoài Long Hải, sáng mới chuyển vô đây. Đi. Chị ơi, bình tĩnh đi chị. Chị ra ngoài nghỉ chút đi chị. Đi chị. Dạ chào bác sĩ. Con là gì của cô Hương? Dạ, là em gái. Vậy tôi báo cho cô luôn, hiện tại thì sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cô Hương có thể nằm liệt thời gian rất là lâu, và tình trạng phục hồi trí nhớ và nói không như trước được. Còn anh Trần Văn Hùng thì bị nhẹ, gần như không ảnh hưởng gì. Nhưng sáng nay anh Hùng đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Đi đâu? Tôi không biết. Còn về cô Hương thì tôi đã nói rồi.
phải truy lùng nó bằng được cho tao. Tao muốn có một vụ tai nạn xảy ra với nó, làm nhanh gọn lẹ trong ngày hôm nay. Càng để lâu thì càng nguy hiểm nghe chưa. Má, má uống miếng nước đi, rồi má vô phòng nghỉ cho khỏe nha má. Con có tin lời hứa của anh hai không con? Má cứ tin là nếu như mà anh chị hai còn duyên còn nợ với nhau á, thì anh chị sẽ quay về ở với nhau. Anh hai anh hứa là sẽ bỏ con nhỏ đó, nhưng mà chắc gì chị Hằng chỉ còn thương anh hai đâu má. Con nói vậy là sao vậy? Không lẽ con Hằng nó thương ông Tây đó thiệt? Không lẽ lời nói của thằng Tuấn là đúng? Hồi trước á thì còn bé Kiên, còn có cái để mà níu kéo họ quay lại với nhau. Bây giờ bé Kiên nó mất rồi, đâu có còn cái gì để mà níu kéo họ quay về ở với nhau đâu má. Vậy là má về lại với quê, sống thêm được ngày nào hay ngày nấy. Chừng nào má chết rồi hàng xóm người ta chôn giùm. Má, má đừng có nói bậy mà má. Phim được dịch thuyết minh. Má không có đi đâu hết á, má phải ở đây với con chứ. Ở mà không có cháu, thui thủi một mình, buồn lắm con à. Má à, má muốn cháu phải không? Thôi để con hỏi anh Quang anh cưới con nhanh nhanh, xong rồi con để cho má một bầy cháu. Má, con để cho má một bầy cháu năm đứa được không má? Má, má à, má. Henry mới vợ anh gia hạn visa cho nó thêm một tháng nữa. Vậy hả? Vậy là em nghĩ con nhỏ Thúy đã dụ dỗ được Henry rồi. Anh biết họ ở Phan Thiết với nhau. Vậy bây giờ anh tính sao? Phải nói cho Henry biết nhỏ Thúy này ghê gớm lắm. Nó không có yêu thương ai thật lòng đâu. Mục đích chính của nó là có được quốc tịch Pháp để qua đó ở mà thôi. Lan, anh biết. Anh nói với Henry là giúp Thúy được như Thúy mong muốn. Trời, vậy hả? Vậy Henry có chấp nhận không? Nó mà qua được bên đó, nó sẽ bỏ Henry theo người khác thôi. Anh đợi tôi lâu chưa? Không sao. Thôi, hai người nói chuyện với nhau đi. Em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lánh. Đừng lo lắng. Em biết rồi. Cô Hương sao rồi? Coi như là kết thúc. Thà chết sướng hơn sống theo kiểu thực vật như vậy. Tại sao cô ta bị mà không phải anh ta? Không hiểu nữa.
Tôi không nghĩ là bà tệ như vậy. Trong phòng chỉ có hai người, có thể đó là một thằng cáo già. Và cái chết của bà Hương là vì mê nó thật. Bây giờ anh tính sao? Tôi đã cho đàn em truy lùng nó rồi. Nó mới về chuồng khỏi bệnh viện trong sáng nay. Có thể qua bà Hương, nó đã biết nhiều thông tin. Nhớ giải quyết cho gọn gàng. Anh yên tâm đi, đàn em của tôi toàn là lính chiến không à. Cô Hương như vậy, còn hệ thống nhà hàng khách sạn ai giải quyết? Tôi có một cách này. Phim được dịch tốt cho tôi và cho cả anh. Em ngồi xuống đi. Trời đất, anh làm gì mà hóa trang thành con gái ghê vậy? Cẩn thận, đừng nói gì hết. Sao anh trốn khỏi bệnh viện vậy? Ông Cường á, ông có vẻ bực bội vì anh bỏ người tình trong đó một mình á. Thì bây giờ đâu còn làm người tình được nữa đâu. Ở đó chi cho phiền phức. Đàn ông mấy người thiệt là tệ. Em giữ cái này đi, trong đó có rất nhiều thông tin quan trọng cho em viết bài điều tra lắm đó. Thiệt hả? Hay quá. Vậy mà em cứ tưởng anh ra khỏi ngành rồi chứ. Ra hay vô gì đâu có quan trọng. Nhớ là khi nào anh phát tín hiệu thì em mới bung nha. Vậy là vẫn chưa đầy đủ thông tin hay sao? Anh nghĩ là sau lưng bà Hương có một ông trùm nào đó cực kỳ tinh ranh và kín tiếng. Có phải là ông Cường không? Không, thằng Cường nó còn dưới trướng bà Hương. Có lẽ có một gã nào ở nước ngoài thì phải. Anh chưa lần ra đầu mối đưa gái hạng sang, toàn là diễn viên, người mẫu, á hậu, hoa hậu. Đi nước ngoài tiếp toàn là đại gia, quan chức, chuyển tiền thẳng vào tài khoản nước ngoài. Thiệt hả? Ừ. Nghe có vẻ hấp dẫn vậy. Anh làm vụ này một mình à? Không, em giữ bí mật. Có một sếp trực tiếp với anh, vì trong nội bộ phòng anh cũng hay bị rò rỉ thông tin. Vậy tại sao anh đưa cho em? Vì anh tin em. Em backup dữ liệu lại cho anh thôi, lỡ có chuyện gì không hay. Anh nói cái gì nghe ghê vậy? Em biết không, lẽ ra cái người nằm hôn mê trong bệnh viện chính là anh, chứ không phải bà Hương đâu. Cũng may là anh luôn cảnh giác đó. Thôi, em đừng có buồn nữa. Em buồn thì chị Hương cũng đâu có khỏe lại được. Còn sống là may lắm rồi. Thà chết đi còn sướng hơn là như bây giờ đó anh. Tất cả mọi thứ từ trước tới giờ chị Hương lo hết. Bây giờ em cũng không biết sao nữa.
tình hình đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chắc Hà đã nói cho Tuấn biết rồi đúng không? Ừ, cũng nói sơ sơ. Chị Hương, sau một đêm đã trở thành xác không hồn. Tôi tới để nói cho Hà biết là toàn bộ tài sản của chị Hương sẽ thuộc về Hà. Bắt đầu từ bây giờ, công việc điều hành của công ty sẽ do Hà và Tuấn đảm nhiệm. Hai người tự lo đi. Em không biết là mình có làm được hay không nữa. Phim được dịch hay là lồng tiếng tại bán công ty đi được không anh? Tuấn, ông thấy sao? Có nên bán không? Bán gì? Bán là sao? Bán xong mình sống bằng cái gì? Nếu như bán, có nghĩa là ông sẽ trở về quê và sống cuộc sống như trước đây. Mở cửa hàng, rửa xe gắn máy. Thôi em à, mình bán làm cái gì? Đang làm ăn tốt mà, bán làm chi? Chính xác. Tại sao lại bán? Trong khi mình lại lụm tiền ngon như vậy mà. Hơn nữa, mình đã thiết lập được đường dây, đâu có dễ dàng mà có được. Em muốn bán công ty để đưa chị Hương đi nước ngoài chữa trị. Em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Bác sĩ Pháp Việt đã khẳng định là chị Hương không còn cơ hội nào để phục hồi đâu. Chất độc đã phá nát hệ thần kinh. Nếu là người khác thì đã chết rồi. Có thể là do chị Hương đã uống ít. Uống gì? Anh nói chị Hương uống gì? Thì uống rượu chứ uống cái gì? Nếu uống rượu, tại sao lại bị liệt? Anh nói là chị Hương bị ngộ độc cá nóc mà. Thì đúng rồi, độc cá nóc mà kết hợp với rượu mạnh á thì... Vậy tại sao ông Hùng lại bị nhẹ? Hay là ông ta muốn hại chị Hương của em? Có thể là như vậy. Anh đang cho người truy lùng nó để hỏi rõ nguyên nhân. Nó sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh đâu. Em đừng có lo. Nhưng mà quan trọng bây giờ là phải tiếp tục công việc của chị Hương để lại. Cường nói đúng đó em. Cái việc quan trọng bây giờ là anh với em phải tiếp tục công việc thật là tốt. Lấy xe giùm em với. Xe chị ở đâu ạ? À? Ở đây. Hả? Cầm nón giùm em coi anh. Suy nghĩ cái gì? Đợi chút nha. Alo, có tin tức gì chưa? Ok, nhưng nói với thằng Tèo đừng để mất dấu. Là tai nạn giao thông.
làm cho thật nhanh gọn. Vô. Sao? Thấy lời tôi đề nghị hợp lý phải không? Thì nghe cũng hấp dẫn. Nhưng mà hồi sáng lỡ hứa với bà già, nói chấm dứt quan hệ với Hà. Bây giờ tự nhiên đi làm đám cưới với cổ thì thấy nó kỳ quá. Ông ơi, đâu cần cưới hỏi chính thức làm gì. Đâu cần bà già phải đứng ra làm đám cưới ở dưới quê đâu. Con Hà bây giờ nó là bà chủ, tài sản trong tay có vài chục tỷ. Ông chỉ cần làm thủ tục ly hôn với Hằng, sau đó đăng ký kết hôn với Hà, vậy là xong thôi. Vậy là ông trở thành ông chủ, trong tay nắm vài chục tỷ. Hiểu chưa? Ông đừng cho bà già ông biết là ông bỏ Hằng để đi lấy vợ mới, vậy là xong thôi. Vô. Sao? Hiểu chưa? Dì Mười, mở cửa giùm con đi dì. Chờ tôi nha. Dạ cảm ơn dì. Cô, có người chờ cô ở trỏng nãy giờ á. Ủa, ai vậy dì? Chồng cô chứ ai. Mà nè nghe, tôi nói cô biết nha, cô vô cô cẩn thận đó, không cậu đánh cô như hôm bữa nữa đó. Mà nè, thôi không sao, tôi nhớ rồi. Bữa nay có cậu Cường ở nhà, cậu không có dám làm gì cô đâu, không có dám đánh cô đâu. Vô đi nha, đừng có sợ nha. Để tôi đẩy phụ cô. Anh tới đây có việc gì? Em. Có chuyện gì anh nói đi. Hôm nay cô lạnh nhạt với chồng tới như vậy sao? Thôi được rồi, nếu đã không còn thương yêu nhau thì chia tay đi, được không? Anh muốn chia thì anh cứ chia, tôi đâu có cản anh được. Tất nhiên là không ai cản được tôi. Đây là đơn ly dị. Tôi đã ký vô rồi đó. Cô ký luôn đi, để tôi đi lấy vợ mới. Mà ngày mai mình nộp hồ sơ vào sở tư pháp thì trong vòng bao lâu mình sẽ có giấy đăng ký kết hôn hả luật sư? Thuyết minh và lồng tiếng. Nếu mình có quen biết nhờ giả thì khoảng một tháng. Trời, lâu vậy. Còn nếu mà không có quen biết á thì mình phải lo lót. Cái này có thể kéo dài từ 6 tháng cho đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm? Anh cứ mạnh dạn chi đi nha, em sẽ lo lót cho.
Chồng cô đâu? Mời anh ký luôn đi. À đúng rồi, quên. Anh đợi xíu. €20.000 à? Làm dịch vụ mà. Ai trả cho tôi? Anh trả. Nhưng mà Henry có thích cổ không? Cô ta dễ thương mà. Écoute-moi, petit frère. Si je voulais l'épouser maintenant, j'aurais aucun problème. Tout ce qu'elle veut, c'est les papiers pour aller en France. C'est tout. Nhưng mà, để làm cái gì? Ở Việt Nam là sướng nhất mà. Tại sao phải ra nước ngoài? Tại vì ở Việt Nam cũng có nhiều cô gái bị bệnh ảo tưởng lắm. Nhưng mà Thúy bị bệnh ảo giọng đó. Thế bây giờ theo hai người tôi phải làm gì? Henry phải đồng ý ký tất cả giấy tờ theo hướng dẫn của luật sư. Được rồi. Henry xuống ký giấy tờ giùm em. Gặp hai người sao? Lan, ngồi đi. Hèn đã ký đơn ly dị với anh Tuấn chưa? Hả? Sao anh biết? Cứ nói. Em không biết. Nhưng mà sao anh có vẻ quan tâm tới chuyện đó? Anh thích Hàn. Hàn giống Mai, chị gái của em. Hơn nữa, Hàn đúng là mẫu phụ nữ Việt Nam mà anh thích. Nhưng quan trọng hơn là Bé Linh thích Hàn. Em không thích như vậy hả? Em không biết nữa. Nhưng mà em thấy khó. Em sợ Hằng không đồng ý chuyện này. Anh sẽ tìm một cách. Nhưng mà em đồng ý với anh về chuyện này hả? Được rồi. Bé Linh và anh sẽ trở về Pháp để sống. Mà anh cũng muốn đưa Hàn để đi sang đó với hai cha con của anh. Phim được dịch thuyết em. Minh và lồng tiếng tại phim TV. Nếu em muốn đi thì mình đi luôn. Anh cho em thời gian để suy nghĩ chuyện này. Anh nói đột ngột quá làm em cũng hơi hoang mang. Ok. Ok, đã sẵn sàng.